mình đi tập thể dục và xem mình tập như thế nào nhá. Đây là máy chạy bộ, mình có thể di chuyển được bằng cả chân và tay nên rất là thoải mái. Thử xem mình tập như thế nào nhá. Công dụng của cái máy này thì là giúp cho chúng ta được săn chắc cơ thể, săn chắc lòng chân hơn. Độ nhanh của nó thì không như những máy chạy bộ bình thường, nó chỉ là tầm tầm thôi nên rất là dễ sử dụng. Trong khi tập thì chúng rất là mình thấy rất là thoải mái, và khi mà chúng ta bị những cơ bắp đùi nó to á, tập như thế này thì nó sẽ săn chắc lại và nhỏ hơn, cho vòng eo của chúng ta này, vòng chân của chúng ta thì sẽ nhỏ hơn. Chúng ta có thể nghỉ thêm 5 giây. Sau đó chúng ta lại quay đạp lại ngược đầu kim đồng hồ. Rồi chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ chịu và không bị mất sức. Cùng mình tập ngược kim đồng hồ nhé. Sau khi tập 35 giây xong, mình thấy cơ thể của mình thật là